Kính chào quý vị. Bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam hôm nay, ngày 5 tháng 6, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. 87 ca mắc mới trong nước, kỷ lục 157 bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân thứ 50 tử vong do có liên quan COVID-19. Bệnh nhân hồi phục, viết lời cảm ơn và xin chụp ảnh cùng bác sĩ. Một cơ sở kinh doanh test thử nhanh COVID-19 bị xử lý. Phát hiện 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Lo mất nguồn nhân lực do Đồng Nai cách ly 21 ngày người về từ thành phố Hồ Chí Minh, 32 tỉnh thành tạm dừng vận tải đường bộ đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Bản tin tối ngày 4 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 87 ca mắc mới trong nước, tại Bắc Giang có 62 ca, Bắc Ninh 10 ca và thành phố Hồ Chí Minh 15 ca. Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 224 bệnh nhân COVID-19 và kỷ lục 157 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong đó có 212 ca mắc mới phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số ca bệnh chưa rõ nguồn lây được phát hiện khi đi khám tại bệnh viện. Có 13 tỉnh bao gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Chiều ngày 4 tháng 6, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 50 liên quan đến COVID-19. Đây là bệnh nhân 3780, là nam 67 tuổi, có địa chỉ tại Giao Thủy, Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử ung thư phổi giai đoạn 4 di căn não, ung thư biểu mô tuyến nguồn gốc phổi, điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, dương tính vào ngày 13 tháng 5. Ngày 14 tháng 5, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh với chẩn đoán ban đầu mắc COVID-19 trên bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 di căn não. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy hô hấp tăng dần, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm nấm huyết, đi vào sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng nên tử vong vào ngày 3 tháng 6. Được cai máy thở sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân 34 tuổi quê tại Lục Nam, Bắc Giang đã viết lời cảm ơn lên giấy. Cảm ơn các bác sĩ bệnh viện phổi đã cứu sống em và xin được chụp ảnh cùng đội ngũ y bác sĩ cứu mình như một lời tri ân. Với chúng tôi, tin vui này tiếp thêm động lực để có tinh thần chiến đấu. Bác sĩ Trần Thanh Linh, Bệnh viện Chợ Giấy, người trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện phổi Bắc Giang kể. Theo bác sĩ Linh, đây là ca bệnh điển hình của bệnh nhân COVID-19 trẻ chuyển biến nặng, có thời điểm tưởng phải can thiệp hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, có thể ăn uống và đặc biệt xét nghiệm ngày 3 tháng 6 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Quá trình điều trị, bệnh nhân nhiều lần suy hô hấp, thở máy, lọc máu rất nặng. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, ngày 3 tháng 6, đội quản lý thị trường số 1 trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc công ty cổ phần tổng hợp Lâm Khang tại khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, phát hiện 29 hộp test thử nhanh COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là bà Đào Hồng Thắm không xuất trình được các hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đồng thời, bà Thắm cũng khai nhận đã mua số test thử nhanh COVID-19 nói trên ở trên mạng, không hóa đơn chứng từ. Hiện toàn bộ số test thử nhanh COVID-19 nói trên đã được lực lượng chức năng thu giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Y tế, các sinh phẩm, kit xét nghiệm SARS-CoV-2 muốn nhập khẩu Việt Nam phải được thẩm định và cấp phép mới được lưu hành. Việt Nam đã quy định kể cả các test xét nghiệm nhanh cũng phải được sử dụng ở phòng thí nghiệm và phải đảm bảo an toàn sinh học. Bộ Y tế không khuyến khích người dân tham gia xét nghiệm và tự xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, bởi lẽ nếu xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ gây ra tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 6, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Cà Ná, Thuận Nam, tổ công tác kiểm tra xe ô tô do tài xế Lê Duy Thủy, 45 tuổi, quê tại Thanh Hóa, điều khiển chạy hướng thành phố Phan Thiết, Phan Giang, chở 4 người Trung Quốc. Khi lực lượng cảnh sát giao thông đang kiểm tra giấy tờ tùy thân thì 3 người Trung Quốc bỏ chạy. Tổ công tác tạm giữ được 1 người Trung Quốc, tài xế và phương tiện, sau đó tìm được 3 người Trung Quốc đang lẩn trốn tại nhà nghỉ. Cả 4 người Trung Quốc có mang theo căn cước công dân, thể hiện trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc, không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép. Qua khai thác nhanh, những người trên cho biết còn một xe 7 chỗ chạy hướng Phan Giang, thành phố Phan Thiết, có chở 6 người Trung Quốc khác.
6 người Trung Quốc này sau đó đã được đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận đang tuần tra trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình phát hiện. Xe ô tô trên do Lê Tài Nguyên, 41 tuổi, ngụ tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức điều khiển. Toàn bộ 10 người Trung Quốc và phương tiện được tạm giữ để điều tra. Tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn vào chiều qua, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày này liên tiếp các tỉnh có văn bản liên quan đến việc cách ly những người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, mới nhất là tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, riêng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp và khu chế xuất ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 6.000 người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ông Đức lo lắng nếu thực hiện đúng như công văn của tỉnh Đồng Nai, thì những công nhân này khi về sẽ bị cách ly 21 ngày, dẫn đến nguồn nhân lực cho các nhà máy, xí nghiệp đang sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao sẽ gặp vấn đề rất lớn. Ngoài ra, sẽ tạo ra ách tắc về giao thông trong vận chuyển. Ông Đức đã đề nghị các cơ quan tham mưu khẩn cấp cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có công văn trao đổi với tỉnh Đồng Nai để cùng tháo gỡ vấn đề một cách hợp lý nhất, tránh ảnh hưởng đến tình hình khẩn cấp và lưu thông hàng hóa. Vào trưa ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản hòa tốc về việc cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đối với những người từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai 21 ngày. Báo cáo mới nhất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19, đã có 32 tỉnh thành thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đường bộ đi và đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các tỉnh thành chưa công bố tạm dừng hoạt động vận tải, thì các tuyến vận tải hành khách đường bộ của Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu không dừng đón trả khách tại địa bàn thuộc tỉnh, thành phố có vùng dịch. Theo đó, lượng vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định thông qua các bến xe giảm khủng. Theo đó, trong ngày 2 tháng 6, sản lượng vận tải hành khách liên tỉnh thông qua các bến xe là 506 hành khách với 149 lượt xe phục vụ, bình quân là 3 khách trên một xe, giảm 99% so với khách cùng ngày năm 2020. Trong đó, tại các bến xe như bến xe miền Đông giảm 99%, bến xe miền Tây không có khách, bến xe An Sương giảm 90%, bến xe ngã tư ga ngừng hoạt động. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin dịch COVID-19 sáng ngày hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.